sông quê, dòng sông quan, biết lời biết người và chúng mình hòa hẹn và yêu nhau. Và ngày đó là ngày mới phúc của cô dâu và chú rể thân hà, vui vẻ và cho ta hạnh phúc trở thành nhà. Xin mời quý vị cùng tiếp tục mời trò mời nước mời trà để cùng trao đổi thông tin bạn trẻ. Xin mời quý vị. Cho ngày cho tính cho mình ăn hỏi
nào có bảo vệ mình người ta. Bây giờ xin thay mặt gia đình mình và mừng trước cô dâu chú rể và kết thành hôm nay, cha sẽ đưa các anh cứu hy sinh nghệ tình. Bây giờ xin thay mặt gia đình và các nghệ tình trong buổi chiều ngày nay. Bây giờ xin được chính thức cử hành đại lễ kết hôn cho cô dâu và chú rể công hào và vinh dự trong buổi chiều ngày hôm nay. Và khai mạc chính thức của cô dâu và chú rể cùng hòa bích lệ trong buổi chiều nay với niềm vui hân hoan thắng lợi nhất của toàn thể quý vị. Và không thể thiếu được những chàng pháo tay thật lớn của quý vị trong buổi chiều nay. Toàn thể quý vị xin kính chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay cùng toàn thể chúng tôi gặp xa chúng ta kính mến. Và thật đúng là một năm bắt đầu từ mùa xuân, cô bé bắt đầu mà hôm nay chàng trai cô hà đã cùng xe trên cái tóc của những người con gái xinh đẹp bích lệ trong buổi chiều ngày hôm nay với sự tác hợp vui vẻ của hai bên gia đình. Mà cô dâu chú rể hãy chúc như buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, cũng là anh còn son, em còn son và hôm nay hai đứa mình chính thức là con một nhà. Bây giờ hai mình được chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Bắt đầu chúng tôi không đồng, đem vào chung cha, chung quý, chung thờ và chung thờ, chung ông. Vâng, kính quý vị, thế quý, cùng toàn thể dư gần xa chúng ta kính mến. Đồng nghĩa thứ nhất là bài hát gia tiên và thay ra mắt toàn thể quan tâm đối họ, ngay bên gia đình. Vâng, và sau đây, xin kính mời cô dư và chú rể nhìn nhận những lời để ra mắt toàn thể quý vị thưa quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều và xin mời anh em ngồi xuống. Cảm ơn toàn thể cô ông cụ bà quý vị khách quý trong buổi chiều nay với tình cảm lòng nhất. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và thật đúng là đi khắp phương trời vẫn đúng là con trai lẽ không được bằng những người quê ta. Mà quý vị hãy nhìn chú rể công hàng đang là bằng chú này hôm nay sẽ đẹp, rất là đẹp trai và cao cao phong độ, đẹp trai nhất là và hôm nay thì cô dâu Minh Lệ thì sao ạ? Hôm nay em không xinh đẹp tuyệt trần mà xin rằng đến đối với không phải biết nào em đừng nghĩ chỉ hoàng nam mà thiên đồng muốn trái cũng phải khóc hòa hỉ như mà chú rể công hàng đang trông giống chi điều ạ. Cô dâu giống thúy điều ngày xưa và hai em thì liên tục đánh mất và mẹ nó cất về để đưa ông cha mà cứ thế núi đáy sơn mà cái mẹ như nước trong vườn chuyển vàng mà nước trong vườn chuyển vàng mái mà nước dân đây thì được trái ở mình. Vâng, còn bây giờ đây quyết định tôi dành một khoảng thời gian cho cái lớp xin chân trọng giới thiệu và kính mời một tiền nhỏ đại diện cho gia đình họ cũng đôi lời phát biểu và các sự đồng hình mà gia đình trong người chưa làm đây xin hiểu và kính mời bác ra sức mạnh của mình. Công công bà bốn họ tôi đại diện cho họ nhà gái trước hết là xin các ông các bà các cụ là thông cảm vì các bậc ông nội ông ngoại của các cháu đều có nhưng vì đường xa các cụ cũng già rồi nên là hết sức mong các cụ họ nhà trai thông cảm cho họ nhà gái chúng tôi nhìn nhau tình cảm thì trước hết báo cáo với các cụ công các bà thế này vì các cháu Bích Lệ và Công Hà đã yêu nhau và báo cáo với gia đình đôi bên họ nhà trai cũng như là họ nhà gái đôi bên đều phải có trách nhiệm để lo liệu cho các cháu. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái cũng xin báo cáo với các cụ thế này để đưa dâu đưa cháu về nhà chồng hôm nay thì về bên nội thì đều chỉ có là các bác các anh các chị cùng các chú là cùng vai với bố cháu Lệ và bên ngoại thì cũng có các bác các anh các chị